Xin chào quý vị và các bạn. Liên tiếp những ngày qua thì mưa dông diện rộng đã xuất hiện ở nhiều tỉnh thành, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Cục bộ có những nơi mưa dông đi kèm với dông sét và gió giật mạnh. Cùng lượng mưa lớn đã gây ngập úng và ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống của người dân trên các khu vực này. Dự báo trong đêm nay, ngày mai và kéo dài đến ngày 27 tháng 5, do các hình thế gây mưa vẫn còn duy trì, nên những cơn mưa rào và dông vẫn tiếp tục lặp lại trên diện rộng ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, với những điểm có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh gây nguy hiểm. Vì vậy, quý vị nên chủ động phòng tránh để đảm bảo an toàn. Còn với khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, do không chịu ảnh hưởng trực tiếp của dải mây dông này, nên mưa rào và dông chỉ xuất hiện rải rác vào chiều tối và đêm trong 2 ngày tới. Sau giảm mưa và nắng nhiều, nhiệt độ gia tăng trở lại. Mức nhiệt cao nhất trên khu vực có thể tăng lên tới mức là 35 độ. Còn tại Bắc Bộ, mưa dông cũng đang giảm đi nhanh chóng. Trong đêm nay và ngày mai, hình thế thời tiết gây mưa suy yếu đi, nên mưa trên toàn miền Bắc chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi trong thời đoạn ngắn vào chiều tối và đêm. Còn trong ngày thì trời có nắng trở lại, xen giữa những khoảng nhiều mây. Nhiệt độ tăng dần lên mức là 30 đến 33 độ, một vài nơi xấp xỉ hoặc là trên mức 34 độ, bắt đầu có cảm giác oi bức trở lại. Trên biển, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên các vùng biển phía Nam trong đêm nay và ngày mai, ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, gió tiếp tục thịnh hành theo hướng Tây Nam, mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Xin chào quý vị và bà con nông dân. Hiện bệnh viêm da nổi cục vẫn đang diễn biến rất phức tạp và tiếp tục lây lan mạnh ở nhiều địa phương trên cả nước. Tại địa bàn tỉnh Nam Định thì bệnh viêm da nổi cục đã xảy ra ở 145 hộ chăn nuôi tại 54 xã, thị trấn của 9 huyện. Tổng số bò mắc bệnh là 231 con, trong đó đã tiêu hủy 14 con. Thưa bà con, bệnh viêm da nổi cục trên châu bò là bệnh do virus gây ra, không gây bệnh cho người và động vật khác. Thời gian ủ bệnh là từ 4 đến 14 ngày. Khi bị bệnh thì châu bò có biểu hiện là sốt cao, có thể trên 41 độ, giảm ăn, bỏ ăn, suy nhược và gầy yếu, giảm tiết sữa ở gia súc đang cho con bú. Khi châu bò bị bệnh thì sẽ hình thành các nốt sần hay còn gọi là u cục có đường kính từ 2 đến 5cm ở vùng đầu, cổ, chân, bầu vú, cơ quan sinh dục. Trường hợp nặng thì có thể lan ra toàn thân. Các u cục kích thước lớn có thể bị hoại tử, loét hoặc là xơ hóa để lại các vết sẹo. Trước nguy cơ dịch bệnh tiếp tục lây lan và phức tạp thì ngành chăn nuôi tỉnh Nam Định khuyến cáo bà con thường xuyên vệ sinh chuồng trại định kỳ là 1 đến 2 lần một tuần phun thuốc sát trùng, có biện pháp ngăn chặn tiêu diệt ruồi, muỗi, ve, mòng là môi giới để trung gian truyền bệnh. Khi phát hiện châu bò mắc bệnh thì tuyệt đối không giết mổ, vứt xác ra môi trường và phải tiêu hủy theo quy định. Về diễn biến thời tiết, hiện nay do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến mực 1.500m nên ngày và đêm nay ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông. Riêng khu vực Tây Bắc và Bắc Trung Bộ cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa ở khoảng là từ 40 đến 80mm trong vòng 24 giờ, có nơi trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Không chỉ tại Bắc Bộ mà tại khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng đề phòng có mưa vừa mưa to. Do rãnh áp thấp có trục ở khoảng từ 11 đến 14 độ vị Bắc kết hợp với gió mùa Tây Nam, nên từ nay đến hết ngày 27 tháng 5 thì khả năng mưa tiếp diễn với lượng mưa ở Nam Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến từ 150 đến 300mm cả đợt, ở Tây Nguyên là từ 200 đến 450mm cả đợt.